Rồi. Đổ đường vô. Không hết. Hay sao? Cái này là cũng của cái anh chị, anh gì ta? Vũ Minh Trường. Vợ chồng anh Vũ Minh Trường cho gừng nha các bạn. Vợ chồng anh Vũ Minh Trường cũng nghèo. Nhưng mà cho cái này là mình rất là thấy hay, anh chị cũng hay. Anh Vũ Minh Trường cũng là một ca sĩ cải lương á, nhưng mà thời cuộc chưa tới nên anh chưa có nổi tiếng. Mốt mình up clip của anh là cho nổi tiếng đi. Mọi người một chút. Công đức và vô lượng luôn nha anh Trường ơi. Cảm ơn anh nha. Ừ, các bạn các anh chị biết ở đâu mà anh Trường có không? Là do anh Trường với chị vợ bà xã anh á. Anh Trường với chị xã cũng xuống chợ đầu mối gọt gừng cho người ta, gọt gừng mướn hay là gọt gừng sao mình không biết, anh chị chỉ nói thôi, gọt gừng thôi. Gọt gừng xong rồi bắt đầu người ta cho mấy cái gừng này, còn một ít đó người ta cho thì anh chị đem về cho mình để phơi để làm rượu thuốc, thành phần rượu thuốc. Một lần nữa rất là cảm ơn anh Trường với chị vợ anh. Phải bỏ vô hai bao á. Cái này sao bỏ vô đây luôn phải không? Cái này bự anh gọt lại. Ờ, bỏ vô hết anh. Cái nào bự gọt lại. Còn đóng. Bánh mì nóng đây. Bánh mì nóng giòn đây. Bánh mì nóng. Thế ngày mai bỏ ra hai cái mâm, mâm nào bự thì bự. Mẹ bỏ bao này. Cái nào bự thì bự. Bự bự không. Cái nào bự gọt lại chứ. Anh đổ vô đi, anh đổ vô đi mạnh ra anh đổ. Rồi. Bỏ cái bao vô luôn phải không? Bỏ vậy hả hay là sổ ra? Cái này không? Vô luôn. Cái này nữa luôn. Thành phần gừng là một trong những thành phần trong cái thành phần rượu thuốc, nó cũng bình thường thôi, những cái món kia cũng bình thường thôi, nhưng mà nó chứa cái tâm nhiều thôi các bạn ơi. Rượu thuốc thì từ tâm thôi chứ không có cái gì là ghê gớm trong đó, nhưng mà nó chứa cái tâm nhiều thôi, tình thương sự cảm thông với cái đau nhất sinh hoài à, sinh với bài trên, sinh với bài trên là cho biết cách làm.
đi mua thêm mấy cái mẹt. Cái mẹt cho nó bự. Rồi đuổi vô luôn anh. Cha chay khiên vô cho.